thì có lẽ đối với các bạn sinh viên khi mà vừa bước chân vào cánh cổng trường Đại học Hà Nội 2 và xa vòng tay của bố mẹ, xa vòng tay của gia đình, thì có lẽ là môi trường xóm trọ của sinh viên là một câu hỏi khá là lớn và cần được giải đáp. Thì đối với các bạn sinh viên thì có lẽ đó chính là những cái sự tò mò, những cái sự lo lắng và xen lẫn, và đó là sự háo hức. Như các bạn đã vừa nghe thì thầy Lâm và cô Kiều Anh đã nói về ký túc xá và Xuân Hòa. Thì như các bạn đã thấy đó, thì trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nằm trên địa bàn của phường Xuân Hòa, và các khu trọ, khu ký túc xá của sinh viên thì sẽ nằm hoàn toàn là xung quanh cái khu vực, là xung quanh trường. Cho nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng quá về việc là khoảng cách từ nhà trọ mình đến trường có là xa hay không. Và đây cũng là một điểm khác biệt đối với trường mình, của trường mình đối với các trường là đại học trong khu vực nội thành Hà Nội. Về phòng trọ của sinh viên thì sẽ có nhiều loại phòng khác nhau. Tuy nhiên thì sẽ có hai loại phòng chính, đó chính là phòng khép kín và phòng không khép kín. Tuy nhiên thì phòng nào thì cũng sẽ có những cái đồ đạc tối thiểu mà gia chủ sẽ chuẩn bị cho chúng ta, như là giường, bàn học, ghế học. Có những khu trọ là sẽ có nhiều những cái đồ đạc hơn, tiện nghi hơn, như là điều hòa, nóng lạnh hay tủ lạnh, thì đó là tùy vào dịch vụ của từng nhà trọ. Và tất nhiên rồi, khi mà nhiều đồ đạc hơn thì giá cả sẽ phải cao hơn những khu trọ khác, đúng không ạ? Trong năm học 2020-2021 thì theo như cái khảo sát giá phòng trọ của khu vực xung quanh Xuân Hòa thì phòng trọ thường sẽ có giá dao động từ khoảng 300 đến 400 nghìn đối với phòng thường, còn phòng khép kín mà không có điều hòa nóng lạnh thì sẽ dao động từ khoảng 500 đến 800 nghìn. Còn phòng khép kín mà tiện nghi hơn, có điều hòa nóng lạnh thì sẽ dao động từ khoảng 800 đến 1 triệu 500 nghìn đồng. Và cũng do dịch Covid diễn biến vô cùng phức tạp thì hiện tại nhà trường vẫn chưa có quyết định để sinh viên quay lại trường để học tập. Và vấn đề phòng trọ và ký túc xá thì các bạn sinh viên cũng không cần phải lo lắng quá, để đến khi nào mà chúng ta có thể là quay lại trường thì chúng ta có thể là sẽ chọn được một cái khu trọ mà phù hợp với bản thân mình, để bản thân mình có thể là học tập và rèn luyện ở đó. Bên đoàn thanh niên và hội sinh viên trường thì hiện tại đang có chương trình là kết nối phòng trọ với sinh viên. Các bạn có thể truy cập vào website của đoàn thanh niên hội sinh viên trường để cập nhật được thông tin một cách chính xác và nhanh nhất nhé. Khi các bạn đã có lớp học rồi, và lớp học rồi thì các bạn sẽ có một đội ngũ cán bộ lớp để có thể là giúp đỡ các bạn về những cái vấn đề đời sống. Và nếu như là những cái thắc mắc của các bạn vẫn chưa được các bạn cán bộ lớp giải quyết thì các bạn có thể là liên hệ với các thầy cô là trợ lý ở khoa, các thầy cô là cố vấn học tập của các bạn. Và nếu như mà các vấn đề đấy có thể là khó khăn hơn và các thầy cô ở khoa vẫn chưa có thể là giải đáp cho các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể là liên hệ với phòng công tác chính trị học sinh sinh viên của trường để nhận được những cái câu trả lời thỏa đáng nhất và hợp lý nhất. Và xin chân thành cảm ơn ạ.